Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đến thăm động viên lực lượng nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly y tế tập trung Trường Quân sự tỉnh xã Châu Bình, huyện Vùng Trôm và khu cách ly ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Từ khi nhận nhiệm vụ, lực lượng tại hai khu cách ly đã tổ chức điều hành, kiểm tra, tuần tra đảm bảo an ninh, an toàn khu cách ly 24/24. Các chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng và y tế tư tưởng vững vàng, an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các khu cách ly đều tổ chức bộ phận chuyên môn để theo dõi, giám sát sức khỏe của các công dân và người dân trong khu, thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại, chế độ ăn uống sinh hoạt, cấp chuyển lương thực, thực phẩm từ nguồn hỗ trợ đảm bảo cung cấp đến đội ngũ làm nhiệm vụ và người trong khu cách ly. Dịp này, Công an tỉnh tặng khẩu trang và nước uống cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại hai khu cách ly. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mỗi nơi 40 triệu đồng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực của lực lượng trong thời gian qua và chúc các chiến sĩ mạnh khỏe tiếp tục góp phần quan trọng cùng tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới.